là không biết gì. Đó, Hiền là nhân viên. Em thấy cái đó mình xé mấy con dao thọc vô cắt. Đừng có thấy vậy buồn nha. Dở anh thì thiệt á. Không lanh được con điểm ta. Mười mấy like. Có hàng toàn bộ hay sao? Bao nhiêu đặc biệt? Ba đặc biệt hay lắm. Đã thấy người ta đưa ra mình xé không được, lấy con dao mình để vô mình làm cái phẹt. Ở đó mà ngồi mà nghĩ nghĩ. Tốc độ mấy bạn làm mấy bạn không tính toán gì hết, làm sao mà lên like ta? Rồi đưa nào ra mai đi nào. Rồi bay con. Ok. Bay qua bay lại bay hồi tới sáng luôn. Mấy đặc biệt vậy? Ba đặc biệt hai lớn. Anh cho biết tôi đặc biệt lên đây anh. Ở liền đây. Ngay chỗ tôi để dọn cô. Ba đặc biệt cái lớn. Hai lớn. Ở ngoài có mấy thầy lớn. Là nhân viên vậy đó. Chứ cắt tới là lúc nào cảm ơn. Rồi vô công đi anh chị ơi. Mấy lớn này? Chín lớn. Cho mình một like nha bạn. Đợi chưa sao anh? Mà mau nhanh cái tay đi. Có mấy bún kè. Hai bún một đặc biệt. Có bún thường không hả? Ở đây có năm đặc biệt thôi hả? Ở đây có ba đặc biệt hai lớn. Rồi, 17 đúng không? Rồi. 2, 4, 1 đặc biệt, thường, cái thường không hành. Cái gì? 2, 4, 1 đặc biệt, cái thường không hành. Rồi, gửi quyền luôn, anh trai 65. Sao lâu quá bạn, lúc chở quyền đi chích tới bây giờ bạn không thấy ta? Quá. Cảm ơn bạn nha, bạn chích tới mũi mấy rồi? Em 3 mũi rồi. 3 rồi đó hả? Ổn hết. Ai cũng cảm ơn hết á. Bởi vậy khách tới ủng hộ Huyền, Huyền cảm ơn hết á. Có hơi lớn tiếng với nhân viên xíu rồi, để cho nhanh tay cho khách họ được chờ lâu á. Ai hiểu Huyền được chơi nó dễ, ai không hiểu chơi cũng khó. Nhắm tài bay nha anh. Anh để tôm quyền ra xong rồi anh nói quyền tiếng quyền lấy hàng quyền vô nhớ nghe anh, bởi anh không bao giờ anh biết cái gì anh ngáo ngáo hoài anh ơi. Làm rồi nói quyền xong rồi người ta lấy hàng của người ta đi, làm rồi nói không nói gì để sau lưng người ta, người đâu không có tâm tánh gì hết trơn chỗ nha, mần ăn gì mà không rõ hình gì hết, thế làm cái gì rồi dứt khoát rồi là mình báo người ta biết người ta lấy, người vô tâm quá, ăn cao cãi nhiều vô đặng cho có tâm giùm cái mẹ. Làm ăn không có tâm tánh gì hết. Tới đời già luôn cũng không có like. Kỳ cục. Còn móc like không. Wow. Đứng lên luôn đi. Đó. Còn cái dây nữa là nó áo luôn cái sân rồi. Có mấy người đợi bên trong vậy thôi? Hai người. Hai anh đó rồi hai người có sao? Bốn người. Rồi có bốn người đó là cái gì đẹ đi lại nói hỏi con cái coi. Không có vướng càng quét luôn cho người ta đi. Nói nhỏ thôi. Nói lớn quá mình đi sẽ đi lộn chuồng. Quét hình đi cho người ta khỏi ngồi trong khi ta đang ngồi like lâu. Dở. Cái gì? Có hai cái gì lớn đặc biệt. Rồi hai bún bình thường. Hay dạ. Vậy hết mẹ nó có mình chơi đi. Hai cái mì lớn đặc biệt hả? Anh ơi, trả tài này lại cho anh luôn nè anh. Nè, cái bao nè. Anh, cái bao nè. Cho muối hết thảy đây anh ơi. Đưa tô hành đi đó. Anh ơi,
chắc mì vô khung lên giùm Quyền coi. Lẹ, để mì xè quá. Mau. Chắc cái hàng này lên. Đầu hành để lại hai cái tô này luôn nè, khó mà. Rồi lấy tài ra nè. Hai cái này là cái gì, đặc biệt cái gì? Hay quá Quyền ơi. Má cũng vậy. Sao bắt đầu mình mới móc like, giờ này mình cho nó ta lên like luôn đi. Đỡ chơi rồi sao cho nó ta ngồi dưỡng rồi được. Đỡ chơi hoài ghét tuột máu luôn. Đó, bạn hiểu gì sao thì hay tuột hình vậy đó. Không bỏ khách được bạn vậy. Ây da. Khi ta sắp tới rồi thì mình phan chầm nhớ nha bạn. Bạn gấu nhất trong cái đội hình của mà bạn ơi. Bạn yếu bạn hay ra gió quá. Thấy thấy người ta tới tài rồi thì mình đừng bao giờ mình lên tài. Người ta đã tới rồi mình đã chậm hơn người ta, mình cứ nhảy hoài. Làm nhân viên của Huyền áp lực kinh khủng luôn. Thế sao bạn? Rất là áp lực luôn, quay phim đứng mà cũng áp lực luôn á. Áp lực là phải áp lực. Anh thấy Quyền làm gì tốc độ Quyền bay mà quét cái hình dưới đó. Anh, cái thùng mới dơ dội thùng. Cho muối với bốn mạng rồi, còn sót chưa anh? Nhanh like, nhanh like. Áp lực không thiết rồi nha. Móc hình đó nha mấy bạn. Cầm cái bịch bột ngọt Thanh ơi, để mình cầm thấy tài á Thanh. Mày đợi kêu hoài Thanh ơi. Để mình làm chỗ này mày cứ đứng mày dặn hoài. Để mình cầm lên tay mình thấy cái chỗ này nó vừa ra hình là mình chơi nó đi. Đợi kêu hoài, không kịp thì đưa đâu đây nha, đừng để kêu nữa nha. À, kêu hoài mệt lắm á. Làm mà thấy người ta đi tới rồi mình làm cho nhanh. Mấy người ta vũ tay ta đi qua chăm cái chuyện khác quay cho lại còn nguyên. Dở. Làm không biết cái gơ nằm đâu nó hoài. Cứ hết người này tới người kia mình vô cái chỗ khung này không bao giờ ai thuộc bài. Nghe cái mút nó còn hoài. Thấy người ta niêm cái gì là nó xuống rồi mình chăm vô liền. Dở quá. Phải đi liền với người ta mới lẹ được chứ mà đi mà đợi hết nhịp mẹ nó còn gì chơi. Rồi chuẩn bị tư thế bay mấy bạn. Muốn đặc biệt ở khu nào đây? Anh đổ tài giữa cho Quyền lẹ anh. Bốn đặc biệt cho bằng một. Đến Phi Minh vàng trong rồi. Tài giữa với tài ngoài lẹ bài. Bốn đặc biệt. Bốn đặc biệt vô bằng một. Rồi muối tiêu chăm tốc độ cho nhanh nhanh. Hãy chăm cái nào giật tài ra là cột bị liền. Đứng suy nghĩ gì cho 3 giây. Dở nữa. Bạn chăm cái giùm múc cái tô thịt tôi ra mà để lên bàn đi. Để thấy tô tôi bắt đầu tao bay rồi là mình chuẩn bị hàng của người ta rồi. Nước tiết đâu? Đoạn giữa sao không thấy hình? Giờ này kêu khu eo. Đặc biệt bay. 40 hành.
cũng không hành vô bằng một luôn, ở ngoài cũng được, bằng một ở trong. Chuyển mì đi, cứ chuyển đi. Lên tay. Bóp vừa đủ chơi chứ không qua cố hết sức anh ơi. Anh biết rồi mà còn nguyên hả anh? Vừa đủ thôi. Biết rồi mà còn nguyên đồ chơi à? Để lên đó là nó đổ nghe Thanh. Phải lấy được đi vô ngã này nha, không có thời gian ai làm nha bạn. Bắt đầu mày theo đuôi của con kia rồi. Mới đây có cái remote nè thiệt à. Học hỏi nhanh ghê á. Chỗ tao học hỏi không được mà học hỏi cái tàu lao là mẹ à. Em chim nào là cái gì vậy? Hai mì hả? Hai mì, một mì, có một mì không hành hả? Cũng gì hai mì sao đâu? Bạn muốn không hành thì Quyền hỏi không hành thì bạn cứ bạn ngồi đi. Nó chưa có dĩa bay luôn. Quyền đang chơi mà, làm sao Quyền chơi được. Con bưng hai ăn gì của tôi đi. Vòng ngoài đó vận động giùm tôi nha. Bạn thấy thằng này nó nằm ở trong khung này đó. Vận động cho nở nang con người ra. Chơi nó mới vui được. Chơi mà máu nó trộn lẫn cục hoài. Rồi vô trong ngồi đợi đi con. Đâu coi còn chỗ không? Đi thẳng ra coi. Đó kìa đó, đang gà tuốt trên cửa sổ kìa. Tay lớn. Một. Nhỏ đặc biệt. Lớn lớn bình thường. Mấy em học sinh của tao trước đi. Đi nè, đi luôn hai cái. Hai người. Nhanh tay, lẹ lẹ, đừng hỏi gì sao bạn, đang chạy đừng hỏi. Hai người mới vô quá. Các bạn hỏi gì mai không có tuồng gì hết trơn à. Trên đó. Còn có thời gian mới tháng 6. Chơi mà ai hiểu ý Quyền, Quyền dễ đó. Mà không hiểu ý Quyền, Quyền ghét đó. Mình làm cái gì mình phải vận động lên máu mình nó mới chạy. Không vận động là máu nó không chạy. Lấy tay ảnh ơi, của tôi ra, thấy ra đi. Tôi có nước sôi nha mẹ. Bực mũi biết cồi, biết cồi hoài, điệu hạnh. Đó, tôi kêu cái gì cái chỏ tôi bay vô mặt bây giờ. Dở quá. Làm gì chậm mà cứ quẹt 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 đi luôn. Đổ tiếp ra đi rửa cái tô làm chi. Sao mà ngặt cái bà này ghê ta. Mà rửa rồi nước nó vô nữa cho nó hư đồ. Lau cái đó cho con. Lần này thảo quay. Dở đủ cái dở. Đi lai nhiều nhất. Đáng nó vừa vô là mình biết mình lấy nữa rồi. Tự nhiên cái đi lao cái đó, đi rửa cho nó ướt ra. Rồi đổ bồ vô đặng cho nó hư đồ của người ta. Dở thiệt dở. Đưa đủ mấy em học sinh chưa? Coi bạn số 1 của người ta có lai móc cho người ta một cái. Bưng 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 chạy không à. Mà không thấy chỗ nào hết. Dở quá. Vô gỡ cái hộp nhỏ để lên bàn thanh. Yếu mà đồ nhảy dù không.
thấy bò người ta bỏ ba phân nửa đổ ra ra vừa đủ bà. Bà ngoại, bà thấy ở đây tao đang còn thì bà ngoại làm ít lại cái để con đè nó lên mới được nha bà ngoại. Mẹ con nói nhiều máu bà nó ra hết nhiều hà. Bà dở thấy mồ quá. Mình nhìn coi nhưng mà còn nhiều thì mình chơi nhiều, mà nó còn ít thì mình phải chơi ít lại. Còn cái lớn đặc biệt ở đâu vậy mày? Đổ cái. Làm không hiểu được cái gì của người ta. Đổi đũa. Tài lớn. Để thấy là chọc vô hủ tiêu, mình thấy hủ tiêu nó bơi là mình chăm hủ tiêu. Khỏi xới. Thế chạy cha ông nội nó. Thằng này sao mày gối với mày? Tao tao biểu để muỗng vậy rồi mày còn móc cái muỗng chi? Mày mấy thằng này nó gối ghê. Mày kêu làm gì luôn mẹ tao. Sái một chợ quà. Nghe có Huyền chửi thôi. Học sinh đủ chưa? Dở ghê hồn. Nói đồn tao để sao mình bị 100 thì mình chăm đi. Ta kêu làm mà đúng mẹ làm theo ý mình nữa, ngộ ghê vậy. Rồi hỏi mấy em tại sao đi? 6 12 lớn. Cho nói miệng bằng cái miệng mà cái tay phải thấy tài. 6 12 thôi. Miệng nói mà không thấy gì hết lấy gì chơi. Miệng nói hoài như vậy hoài à. 6 10 đó 5 nhân. Cậu đem cái găng vô trong nhà luôn, đừng đứng vũ. Tao kết tụi mày có cái vũ á. Vũ xong dư hàng luôn à. Có cái bệnh gì mà nó mấy lâu năm xài hoài mệt nghe vậy. Để lao rồi mắm muối không à. Mày đứng vũ xong nó để ra làm tiếp. Chứ vậy. Không thấy ngứa ngái, không sao mà không ngứa hoài là như vậy á. Cậu hiểu gì sao mình ngứa chưa? Tự mình làm không có chi xả. Nên mình phải ngứa hoài là phải rồi. Quay qua quay lại đặt bà này nữa, mày muốn cắt cứu hình luôn à. Bực mình, rút tay vô. Sáu mì này có lai gì? Chắc mày xuống cho tôi 10 đi, tôi muốn lấy bao nhiêu tôi lấy. Để thấy là mình để xuống như 44 cho ta, cắt ra 44 thành 4 cục. Dở gì mà dở quá. Làm bao nhiêu năm rồi mà cũng có rơ. À nó không có cái rơ nha, nó chất cao lên vậy, tay mình thì lẹ mà không biết sao thọt vô lấy được rồi. Dở gì rồi nào, bay nào, lên đây. Lẹ tay. 10 thối em lẹ lên, cầm tiền kia cho nó nặng. Rồi lấy cái khăn ra luôn đi nội, mà trải nhàn binh bố trận hết thời gian chơi rồi đó. Nổ cái bàn trên đây không à, mình lao không mẹ, còn gì ẩn không à, bị sao hộ gì ở trên này á. Biểu để mỗi cái 44 cho người ta, 4 cành người ta muốn lấy bao nhiêu người ta lấy. Má tiếng Việt Nam để 4 cành là ta muốn lấy bao nhiêu người ta lấy. Mà mấy bạn để 3 hoài à. Không biết mấy bạn này nó chậm thiệt á. Vậy mà đồ chơi biết chơi kiểu gì. Má chơi hoài lớn không nổi luôn với mấy bạn này nha. Má nói để vậy mà không thuộc bài nữa thiệt. Mà thiệt hình luôn á, bị la là phải rồi á. Này kéo đề 44 tối. À, 44 để 4 cạnh. Mà cứ đề 3. À, mà cứ 3 hoài nó nhát tay á. Em nó không biết mình chỉ em nó quay.
nên đừng cự. Thấy cái gì người ta không biết mình nói từ từ. Mấy bạn nói chuyện cơ đơ quá, giống cây cơ đơ thuộc bơ da vậy à. Không biết thì mình nói lại cho người ta hiểu. Cứ ngắt rồi. Nói đồng hồ như mày như có bơ da thuộc vậy. Ừ. Người ta không biết người ta mới đậu, chứ người ta biết được mẹ đậu làm cái gì. À, nói em lùi xe xuống để đó là anh chỉnh. Không vậy nó hay hơn không? Cứng 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 quá. Mì của bạn về có hành không bạn? Trời hỏi không mà mình muốn luôn 8 dịp rồi đó. Anh ơi, thấy chỗ nào mà thu hỏi anh cho muối dùng quyền anh. Coi nhỏ chén chanh chén ớt chỗ nào hết cánh kiểm tra dùm quyền. Chơi mà có lẹ không là do mình thôi. Chậm là nó lên máu chậm. Mày nói ổng cho mấy em vô đây cho tao nè, vô đây. Đã có không thích rút ngoại mày rút hoài à. Mày bò cái thằng ông nội nó thiệt chán bố mày ăn. Nói vậy mà không hiểu nè. Nghe người có thời gian. Ta nói vậy rồi mà cứ lên tài hoài. Không có hiểu gì luôn. Chọn cái like đó cho hình. Mười mấy tài bên trong. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Móc luôn 4 em này. Coi em này có chỗ không. Có chỗ thì cho em này vô. Không có chỗ ra ngoài anh Minh. Đi. 4 em ăn cái gì đọc cho cô Quyền nghe lẹ cô Quyền lấy hình. Biết là hai đặc biệt rồi mình là cái gì? 40 mì. Ok. Đi chung hay đi riêng? Đi riêng mỗi người 22. Rồi hai em có đuôi là cái gì? 1-4-1 mì đặc biệt ăn hành được hết phải không? Rồi ra ngoài ngồi chơi đi, lát có Quyền tới. Rồi bấm nút ngồi ngoài. Có như vậy thôi. Bỏ hàng đến đây cho em ấy luôn. Về đặc biệt hay bình thường vậy cha? Đặc biệt. Cái này của con cái gì bên trong này nè thôi. Một mì bình thường 60. Mì bình thường là mì nhỏ hay mì lớn của chai? Nói mì nhỏ đi khỏi cần nữa chị. Ở trong đây nó có cái mì ăn thêm không nhân chai sao đỡ vậy? Ăn thêm mà cũng không báo. Người ta ăn thì mình báo cho người ta để người ta ra tai hình của người ta. Không nói con mẹ gì hết, biết cái gì tao đợi kìa. Đợi con mắt bà á. Dở chết mẹ. Có tiếp không, còn ông nội này ông đang ngồi ở đây chứ ông đi mất mẹ lâu rồi. Đi rồi. Má toàn là mấy ông nội dân hoạch quan trọng không à ta. Sắp tích chạy hoài à. Chọn cái tô này cho người ta liền đi. Hả kêu liền mà sao mà còn xa xa. Trời đất ơi. Đã nói người ta mì ăn rồi thì mình làm cho người ta. Còn thằng nó biểu đem cái đổ hành về dục dưới cái về cái ngột mẹ ở nhà luôn. Thằng mấy thằng này sao cái đầu nó tụi nó như bông vụn vậy. Mệt ghê vậy. Em nó kêu gì? Biểu mày lấy cái đó mày dục ở nhà mày lấy đồ lên trước. Mày đem mì lên trẻ làm gì? Đã biểu lấy cái gì nữa mẹ, gặp mày không mệt à. Em chơi ơi. Làm như hết thời gian về đi lấy vậy. Tao biểu đem về giục mẹ nó ở nhà cho người ta lên đây mình làm mấy cái động này. Dở gì mà dở, đủ chứ cái dở. Tám mươi bạn trai. Đưa xuống gầm đi. Mày kéo này xuống, mày đưa này vô đây cho tao, mày xà hoài mệt quá. Có thói tiền bạn trai không? Rồi nè, đưa lên cho lẹ lên, kiểu hỏi là mình nhìn liền. Bực bội tụi bay quá. Ở ngoài ngoài kia của tao có 3 cái mì múc 4 muối ra ngoài giùm tao một cái. 11 với 4 là đi 10 mấy. Là 14 đủ lửa. Cho muối 4 hình nền ngoại đi.
đổi chai giùm Quyền anh. Mấy em nó không biết thì mình nói cho em mỗi em, rồi mấy em nó cộng like lại. Bên đây là 240, 60 ngàn con. Đây, 240 thôi với 100. Tao nói mỏng, tao nói dày cui. 130, 150. Cái này nhiêu? 13, 20. 15, 35. Có đơn giản thổi bài thôi mà thổi cũng không vô được like nữa. 24. Với 500 là nhiêu? 24. 24, 26. Cô cơ chào bạn mình. Dạ, chào. Cảm ơn, cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn cô. Bên nào học bên đội nào mà mặc áo màu cam vậy? Vậy hả? Màu đẹp quá à, cô giống cụ nghệ quá. Cái khách là niềm vui à. Cái khách là cười là vui à. Mình phải cảm ơn khách rồi. Vô cho bún nước em về với cơm với bò. Bún nước bò tôm. Đó, mình kêu vậy đó. Có ăn hành không? Có hành không? Không hành, đưa cái bao bận bún đây lẹ lên ăn liền. Đúng rồi, để riêng bên cô Huyền mới hỏi con có ăn hành không là vậy. Cô cưng, bây giờ cô Huyền chơi đây nè. Mời báo nhân đi 14 cái này hình. Của tao là đi ở ngoài là một bún một mì là đặc biệt đây Đức. Còn hai cái mì kia đặc biệt luôn nha. Ủa ông ngoại nè, rồi trong đây của bà có nào đặc biệt không? Không. Có hai nhỏ thường không hàng đó. Rồi bốn cái ở ngoại nào đặc biệt đó mày? 50 của con trai rớt hình xuống con trai. Đợi cô Huyền nhịp rồi vô xe, từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Anh dọn tài bên trong cho mấy em này vô trong đó nó ngồi đợi mình 5 giây. Mau, ăn gì vô trong ngồi, lát nữa mình chơi sao bạn. Ok, bữa nay bữa ba gì cũng vậy. Ngồi đi, lát Huyền móc dĩa. Ở ngoài có mấy cái lớn của tao gì đó. Để em tô có bao nhiêu tài. Hả? 14. Ở ngoài của tao có hai lớn một bún một mì đó. Cái này gì? 12. 30. Lẹ. Xô nước của Quyền trả lại anh ơi. Đừng nói gì hết nằm thinh đi. Với một cô uống đặc biệt của tao vòng ngoài đó. Đếm hàng 14. 2 bạn 160. Có tiền con không? Rút từ từ thôi đừng run. Rút chi mà run quá, cảm ơn hai bạn. Đúng rồi, em nói lớn quá sợ luôn hả? Mấy tô không hành đây? Trà tiền mà còn run luôn á. Vậy tồi sắc vậy đó Huyền ơi. Mấy em của Quyền mà nếu không rung làm sao Quyền tiếp được phải không? Dạ. Phải có rung có sợ mới chơi được. Để ăn mì mà rung đó. Ừ. Có rung mới sợ chứ không rung sao sợ Quyền được. Mày cho muối tao ngoại hả? Cho rồi. Cho muối cho con. 12, 13, 14. Nãy gì vậy? Nãy kiểu gì rồi? Rồi chờ xíu.
vô chai đợi tôi sao? Ngồi đợi cho Quyền một like nha các bạn. Cho Quyền móc cái like này xong Quyền quay lại với các bạn liền. Đang bị vướng tài này Quyền quay lại trong vòng 5 giây. Ten ten ten. Hết giờ. Anh ơi đừng có đờ. Vô trong luôn hả? Đợi tôi sao luôn bạn quá trời. Bạn trai này mua về hả? Cái gì mang đi? Hai em nói trăm ba luôn em. Bún đậu huyện ca, cái này gì? Trăm ba. Trăm ba của hai bạn nhỏ, bốn cha, trăm ba, 370. Không, lại tới hai kia rồi con. Hả? Hai kia tính trước rồi con. Biết rồi, giờ trăm ba thôi, 300, 370. Hiểu chưa? Trời ơi, dân chia sao bạn chậm quá vậy? Vậy làm sao mà nhân tài? Nè, 13 nó 37, con Quyền đọc vậy mà. Trời ơi, thiệt. Làm gối ghê ta. Nhơ máy mà còn hơn điện tử rồi bạn lùi lại nữa. Chơi hết vui rồi. Thôi này luôn nè, 145. 145, 55 giật điểm. Rồi 55 giật hàng. Cái bún về của em trai để riêng hay cái gì? Dạ, bún để riêng, hồng trứng. Cho Quyền móc cái bao. Để kêu cái gì móc lên cho Quyền cho nhanh nhanh. Hồng trứng, hồng trứng. Hồng trứng thì kệ tôi làm. Cái này tao có kèm 3 bún. Có 2 bún mà, 2 mẹ con. Hai mẹ con không có ăn bún mà. Nên là đừng có hỏi người ta bún bún bún. Có thằng Trang mời. Hỏi người ta cho kỹ rồi mình lấy điểm. Rồi đợi tôi luôn xíu đi. Đâu phải hỏi gì, chưa hỏi gì giật bài của người ta. Bảy tầm bể. 55 chơi. Đồ chải tài mày chải chứ chứ được gì hết. Đầu lao mới lao không. Má mệt thiệt. Không lúc nào yên ổn với mấy bạn này hết á. Dở quá, lên số má còn gặp gì đâu không. Đúng rồi bạn, cảm ơn bạn. Bạn rất là quan tâm. Rồi Quyền chào 230 275. Chưa kịp chào Quyền luôn. Xích cái xe lên xíu rồi 270. Rồi cảm ơn hai chai. Xích lên bởi không có ai hiểu hết, có mình bạn trai hiểu Quyền. Quyền cảm ơn bạn trai nhiều quá. Hay chà. Trai Quyền không bao giờ nhắc nhở Quyền khi Quyền đứng lên. Quyền ơi có chừng đụng nha Quyền. Không có. Đụng hay kệ mẹ mày luôn đi. Thiệt đau lòng chết luôn hà. Để người ngoài nhắc không. Thiệt là đau lòng bạn trai tôi quá bạn trai. Bà có mấy bốn kè? Một bốn à. Nhân ăn thêm của bà ở ngoài là đủ hay là sao đây? Có cái nhân ăn một người đó. Ăn chung ngồi. Là đầy đủ hay cái gì đây? Đầy đủ hết. Trời ơi má này hỏi có một chữ mà nói lâu thiệt á. Sao chậm ghê nha. Dạ. Yếu dễ sợ. Không nên được cái like. Trời ơi. Dở quá mấy bạn của tôi, dở thiệt. Cho Quyền đem xong Quyền múc bún của bạn. Dạ. Ok. Mấy bạn thấy không? Không có ai mà hiểu được cái miền mình lên hình hết trơn á. Hiểu thì nó dễ. Người ta làm là chủ yếu vui chứ đâu làm chủ yếu mà gây lộn. Nếu gây lộn thì gọi như là ăn cơm bữa rồi. Quá dở. Đình xin vô làm phục vụ mà thấy áp lực quá. Áp lực cái gì đâu mà. À, tại sao gọi là áp lực? Áp lực là tự do bản thân mình làm mình thôi. Đúng không em trai? À, mình không có niềm vui rồi không mà ngồi không mình chết luôn á. Niềm vui của mình là nó ở chỗ khúc này mình chơi với bạn bè đây nè. Là bên cạnh hồi nổi tiếng. Vậy mà có ai đâu. Bạn mấy bạn thấy không? Mấy em Quyền cứ chìm hoài. Cho Quyền chìm gió thôi. Hay à. Cái mầm của mày vô được mấy cái nhân không? Hả? 2 nhân. 3 nhân cũng được, cầm tô mì ở ngoài. Ừ. Mày đợi tao một cái đi. Để tao nêm cái này xong đã, tao mới giật được. Vô trong ngồi đợi lại Quyền tí xíu nha anh trai Quyền. Cho Quyền một nốt nhạc. Quyền nêm xong Quyền mới lên được sẵn. Ưu tiên lúc nào Quyền cũng ưu tiên với các bạn. Các bạn cứ ngồi đi.
mình có 5 giây để mình chơi với mấy bạn đây. Trời ơi, đừng có dặn không trứng không trứng hoài đã, em nó mua tôi biết rồi. Dặn hoài tôi đi tới cái rổ trứng. Kỳ quá. Chơi không vui gì hết hoài. Ta chơi có một đường một mà mình chơi mình nhắc nhở hoài làm sao bay lẻ. Cũng đặc biệt. Dịnh tao bây giờ này, anh dịnh tôi. Được. Đặc biệt tài nhỏ. Móc vô trước. Có hai cái tô lớn là chỗ một lớn một nhỏ nha. Nhớ nha. Còn cái tô lớn là đi với tô bún nhớ không? Dĩnh cái Quyền đi anh. Để Quyền làm hai cái nhân đã, Quyền quay lại. Có muối rồi. Đâu có chứ quá. Rồi bye bạn, bye bạn. Cảm ơn bạn. Lo tiêu thôi nè. Để nói hoài khúc ruột khúc nấm này nói hoài à. Ông yếu quá mà ông cứ nhìn tàu le học me hoài. Chơi không có vui gì á ông nội ơi. Con mày cầm điểm ngoài chưa? Rồi bay. Đúng không? Không đủ tuổi nữa. Wow! Đi. Lên. Trời ơi, trời gì nữa. Đi quá. Để tôi bị nó tăng. Mấy em này chậm chạp á, là số má đó. Lẹ lấy cái tay để phỏng nước sôi thằng ngoài để mình chăm cái gì mình nhắm một tài một coi. Hả? Cái gì? Hai giá ăn thêm không nhân rồi đợi Quyền một like. Để Quyền móc cái like này xong Quyền quay lại. Anh chất mì xuống cho Quyền mượn coi anh. Lẹ tay. Bún của ai ra bay? Bún của ai bay đi? Nhưng ăn thêm của ai lượm luôn? Bún của ai không ơi? Lấy cái muỗng để vô cái nhân này Thanh. Để vô. Mấy mốt tao để tao đừng để bên cái trứng. Dở quá. Chỗ cái trứng người ta đang đẹp vậy để vô mất thẩm mỹ luôn cái trứng rồi làm sao chơi. Rồi giao cái nhân của người ta nè lẹ tài. Nhân đặc biệt của ai ăn thêm còn ngoài lẹ lẹ. Mau mau rút. Sao còn tô mì ở ngoài đây vậy? Để tô mì nó đi chung với mẹ. Cái bún của mẹ. Cái quầy có một mì ba nhiêu quả à? Mì ăn thêm của ai vậy? Đừng có chăm đầy quá Thanh. Đã nói cứ tới ngay cái gừng cổ. Mày chăm đầy sao tôi rút cái muỗng lên được? Làm mất nhiệt của người ta. Lao dùng quyền cái chai quá. Khóa nước. Mấy má này sao mệt ghê. Giao dưng đó. Để tôi thịt ra ngoài. Tao bưng lên luôn chưa? Để đi. Tao biểu mày đừng có bưng. Sao mày lanh hoài hà mất nhịp của người ta. Đã làm chậm rồi mà cứ hâm thè thè lên hoài. Vô trong ngồi đợi mình like. Lát nữa nói chuyện với Quyền sao. Lẹ tay. Lao xung quanh vòng ngoài vòng Quyền coi anh. Tay lớn. Tay luôn. Lao dàn trên khỏi kéo xuống dàn dưới. Móc cái nó lem nó lọt xuống dàn dưới cái mình quơ dàn dưới nữa hai công đoạn.
quậy mấy mì quậy? Một mì ba nhân hả? Nhỏ đặc biệt không? Rồi ba cái nhân ăn thêm rồi, ở ngoài là riêng của người khác hả? Đúng rồi, chung bàn luôn. Một mì chứ ba nhân thì thêm. Tí thun tồn lại cứ bỏ đi. Nhưng không hành. Trứng tôi quéo không? Không có trứng. Lát nữa nói sao? Giờ này đừng có nói gì, biết trong đây là ăn toàn nguyên nhà. Khi người ta kêu mình là kêu kêu ta đợi. Nói mà mẹ mình hỏi lợi để làm gì? Cho mất thời gian. Dở, người ta kêu là mình kêu người ta đợi, tại sao biết trong nhà ngộn nhạo lại tiếp từ người hai cái? Dở quá. Mấy gì đặc biệt cho ra hình á? Vô trong đi bạn trai Quyền. La vô Quyền tài ngoài. Lát cộng lai của trai này tài lớn luôn. Ủa hai Như có ảnh không hả? Hai dân của anh trai thấy đầy đủ luôn hả anh? Đúng rồi. Ok anh đợi Quyền ông Diệp. Diễn binh là đi cấp cứu tới 70 đó nha mày. Tài này là của cái đó đặc biệt. Còn cái bên này là đặc biệt bên này. Anh cho muối anh chị phía sau lên đừng chăm đầy. Thằng ông ngoại, khi nào con kêu chăm thì chăm. Nước mắm nó lưng xuống thì cậy nó. Ông được chăm tàu lao nhất trong đám lộn xộn của ông à. Ông nhôi bà nội mẹ hết cỡ luôn nha. Mày bỏ cái mâm này ra ngoài đi đất. Mày bưng cái này mày chuyển ra phía sau cho anh chị tao một cái. Rồi bắt đầu tao chơi với mày ra trước. Để mình chơi phải đúng tàu chơi mà khó lướt tàu quá làm sao mà lướt. Lấy hai cái muỗng kim sàng. Cái mâm này bên đây nè, quanh đây chứ. Trời ơi sao ông nói nhiều quá ông Quốc. Đã nói bay cái này rồi mà còn hổ chưa nêm gì làm gì. Không nghe tao đi tài á. Cái muỗng vô giao anh, muỗng anh là có đầu hành hiểu chưa? Chơi vậy mà mẹ lủng hoài hả? Ngồi đi em đó, cứ thấy chỗ nào trống cứ ngồi đi các bạn. Đó, bàn nè nè nè. Con gái ngồi đây đây. Nhỏ nhỏ nhỏ.
coi mấy em mấy tay gì, nhỏ hay lớn, bạn vô tới rồi, móc luôn. Bạn vô rồi, nằm ở dưới gì khỏi phải suy nghĩ nó hết thời gian. Đó, hết thời gian. Rồi, bấm số. Rồi bay tay này trước đi, bốn cái hình nền để đi. Tổng số mì gom lại để mình biết coi nó móc cái lai. 8, 9, 10, 11. Rồi đếm trong 11, cái này đủ 11 hình không? Bao nhiêu tô không hành? Nhưng sao báo luôn. Bây giờ có mấy bạn có ba đặc biệt hay lắm. Nguyên một cái dây chuyền. Bây giờ mấy em Quyền đó. Anh đặt chất mì xuống cho Quyền lại anh. Chất xuống. Đó mày đi mấy người luôn. Đưa mấy bạn 1 2 3. Nhanh nhanh nhanh. Từ từ. Bước xuống. Thôi. Đang ra đậu em ấy luôn đi. Ta không có thời gian mà còn cho mấy em chờ làm gì. Có 4 hình, đây 2, 4, 6, 5. 5 tài là đủ lựa. Có gì đâu, dễ thấy mẹ. Rồi vô đi mấy bạn. Rồi các con vô bên trong đi các con. Vô coi mình thích ngồi chỗ nào mình cứ ngồi. Đi mấy bạn nè. Rồi lên con tao mà muốn bạn vô mấy bạn. Nếu em đi chung á. Được. Trộn sao gọi là mì trộn. Cái gì bạn? Bạn bữa chiếc xe đừng cho nó chung chẳng mà muốn cho nó chung vô. À, đậu rồi chưa, đậu nó sao đâu. Anh nói không bột hay 2, 3, 3. Không like là không like. Ba cứ chịu hoài. Nào. Mà tất cả 17 đó. Con đậu ngay giữa, 17. Dính luôn á. Con đậu chổng rồi, là con không thấy đường chơi. Mấy mì. Đừng đánh tài ra. Tôi đang lên khung, chưa lên khung mà đánh hình gì vậy? Anh ơi, la dùng miệng cái chai rồi anh. Tại sao mỗi lần đụng vô cái chai đó là nó nhớ tiền quá. Rồi tổng số này bao nhiêu cái nhân đặc biệt vậy? Một nhân tới 10 à. Hả? Nắp bể bỏ. Nó có bể không? Đâu có mà. Xây cái bể đâu coi. Không có. Cái này cái gì? Nó là 10 ngàn. Bao nhiêu mà tới 10 vậy? 101 đó, một bò to chứ nhân á. Nhân bò đó. Nhân bò to chứ cái. Bảy đặc biệt ngay đó. Mấy tô không hành đếm lại đó thì chết. Mấy tô đem về. Cái gì? 17 luôn về. Quá luôn về không có tính làm về cho nó đi nè. Có hàng đầy đủ. Ba đặc biệt hai lớn. Em chưa lại rồi. Mấy tài đặc biệt. Chín mươi rớt tài.
7 nha. Chắc mốt rồi không hàng. Rồi chuẩn bị tư thế mình bay. Hiểu không? Hiểu. Phi thiền là tôi cho bay á. Nè, mẹ, ra sao?